tập trung nhiều khu công nghiệp, cụm công nghiệp nhất tỉnh. Thị xã Phú Mỹ xác định công nghiệp là trụ cột kinh tế chính của địa phương. Tập trung cao độ cho phát triển công nghiệp. Thị xã Phú Mỹ không chỉ phấn đấu hoàn thành mục tiêu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trước năm 2030, mà còn là thành phố công nghiệp xứng tầm của tỉnh lẫn khu vực trong tương lai. Diện tích thị xã Phú Mỹ trong tổng diện tích tự nhiên toàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Thị xã Phú Mỹ có 9 khu công nghiệp, 3 cụm công nghiệp với tổng vốn đầu tư hơn 16,3 tỷ đô la Mỹ, chiếm 50% vốn FDI toàn tỉnh. Giá trị sản xuất công nghiệp tiểu thủ công nghiệp tăng bình quân hàng năm. Tỷ trọng công nghiệp của thị xã Phú Mỹ trong cơ cấu kinh tế công nghiệp toàn tỉnh. Tăng trưởng kinh tế bình quân 3 năm qua, trong đó 95% là đóng góp từ ngành công nghiệp, đưa thị xã Phú Mỹ trở thành đơn vị hành chính cấp thị xã có mức tăng trưởng cao nhất nước. Thị xã Phú Mỹ là địa phương tập trung nhiều nhất các khu công nghiệp, cụm công nghiệp của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Đây cũng là ưu thế vượt trội của Phú Mỹ so với các địa phương khác trong tỉnh. Quan tâm và tạo mọi điều kiện để thúc đẩy công nghiệp phát triển đúng hướng và bền vững. Thời gian qua, thì chính quyền và các ngành các cấp của thị xã Phú Mỹ đã nỗ lực phối hợp với sở ban ngành đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng, tạo dựng một môi trường thông thoáng, minh bạch để thu hút và hỗ trợ tối đa các nhà đầu tư, từ đó là đã tạo động lực cho sự phát triển của thị xã và của tỉnh. Xác định hạ tầng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế xã hội. Tỉnh và thị xã Phú Mỹ đã huy động nhiều nguồn lực để triển khai các công trình giao thông trọng điểm, cũng như tạo điều kiện cho các nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ xây dựng các khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn thị xã. Ngoài quốc lộ 51 đi qua trên địa bàn thị xã được đầu tư theo hình thức BOT, trên địa bàn Phú Mỹ còn có những công trình dự án giao thông lớn đã hoàn thành và đang thúc đẩy triển khai như đường liên cảng Cái Mép Thị Vải, đường 965, Phước Hòa Cái Mép, Lâm Sơn Cái Mép, quốc lộ 56 tuyến tránh thành phố Bà Rịa, cầu Phước An, Mỹ Xuân Thị Vải, đường cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu, đường sắt Biên Hòa Vũng Tàu, đường vành đai 4 thành phố Hồ Chí Minh, với tổng quy mô đầu tư hơn 90.000 tỷ đồng. Ngoài ra, 5 năm gần đây, mỗi năm ngân sách thị xã cũng dành khoảng 300 tỷ đồng để đầu tư cho cơ sở hạ tầng, mà phần lớn trong đó là đầu tư cho giao thông. Tranh thủ tối đa lợi thế về vị trí địa lý, hạ tầng, Phú Mỹ đã đẩy mạnh cải cách hành chính để thu hút đầu tư. Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, 5 năm qua, thị xã luôn nằm trong nhóm dẫn đầu cấp huyện về chỉ số cải cách hành chính, trong đó có 2 năm đứng đầu. Thị xã Phú Mỹ thì nó có một cái vị trí địa lý rất là thuận lợi, có cảng nước sâu và nó có những cái hạ tầng rất là tốt, cho nên là đó là cái ưu thế, lợi thế lớn nhất của cái thị xã Phú Mỹ trong cái thu hút đầu tư. Về thị xã Phú Mỹ thì cũng hỗ trợ cho các nhà đầu tư cũng khá nhiều. Về cái lao động, rồi về cái nhà ở, rồi về các cái tiết chế văn hóa cho công nhân. Thì đấy là một cái việc mà chúng tôi cũng đáng ghi nhận, là một cái sự tích cực của thị xã Phú Mỹ trong cái việc hỗ trợ cho các doanh nghiệp khu công nghiệp. Hiện trên địa bàn thị xã Phú Mỹ có 9 trên 15 khu công nghiệp, 3 trên 5 cụm công nghiệp đã đi vào hoạt động với hơn 300 dự án trong và ngoài nước. Tổng vốn đầu tư gần 100.000 tỷ đồng và hơn 16,3 tỷ đô la Mỹ. Khu công nghiệp Phú Mỹ 3 được tỉnh lựa chọn là khu công nghiệp chuyên sâu. Do đó chúng tôi cũng ý thức được, mặc dù là cái tiêu chí ban đầu nó rất là nhiều, chưa đạt được, nhưng mà chúng tôi tự hào là chúng tôi đạt được là một khu công nghiệp kiểu mẫu của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, với một cái hạ tầng rất là đồng bộ hiện đại, và chúng tôi cũng thu hút tất cả các nhà đầu tư mà có cái quy mô rất là lớn về mặt vốn cũng như công nghệ. Những năm gần đây, thị xã Phú Mỹ và tỉnh bám sát chủ trương thu hút đầu tư chọn lọc. Theo đó, chỉ thu hút các dự án công nghệ cao, có sức lan tỏa, tiết kiệm nguyên liệu, ít thâm dụng lao động và không xâm hại môi trường.
Tất cả các khu công nghiệp, cụm công nghiệp đều có hệ thống xử lý nước thải tập trung và hệ thống quan trắc tự động. Trong đó, tỷ lệ cơ sở sản xuất xây dựng mới áp dụng công nghệ tiên tiến, trang bị các thiết bị giảm thiểu ô nhiễm môi trường, xử lý chất thải đạt tiêu chuẩn 100%. Công ty chúng tôi vừa mới đi vào hoạt động sản xuất từ tháng 4 năm 2021 với sản phẩm bản mạch điện tử Manfrotto cho màn hình TV. Sản phẩm của chúng tôi chủ yếu cung cấp cho công ty Samsung. Công nghệ sản xuất của chúng tôi được đầu tư rất hiện đại, kết hợp của tự động hóa và hệ thống công nghệ thông tin. Hiện nay chúng tôi đang tập trung sản xuất để đáp ứng các đơn hàng cho khách hàng. Công nghệ của nhà máy là đang áp dụng công nghệ tiên tiến nhất hiện nay. Nguyên liệu đầu vào của nhà máy là không khí và sản phẩm đầu ra là các cái khí phục vụ cho ngành công nghiệp, ví dụ như nitơ, oxy, hạt gom. Nguyên liệu đầu vào là không khí, sản phẩm cũng là không khí, cho nên công ty bảo đảm 100% là công nghệ xanh. Ngay từ khi thành lập công ty thì chúng tôi đã áp dụng các tiêu chuẩn cao nhất về cái bảo vệ môi trường, như là ISO 14001 là hệ thống quản lý môi trường và luôn tuân thủ các quy định về môi trường của chính phủ. Chúng tôi cũng áp dụng các tiêu chuẩn cao nhất của thế giới về an toàn thực phẩm và an toàn lao động. Trong quy trình sản xuất thì chúng tôi sử dụng rất là ít nước và nước thải công ty chúng tôi luôn đạt tiêu chuẩn trước khi được xử lý bởi nhà máy xử lý nước thải của khu công nghiệp. Thì máy móc của chúng tôi đa số là máy móc hiện đại, do đó là rất tiết kiệm năng lượng. Với việc đưa vào hoạt động nhiều dự án công nghiệp quy mô lớn, nên năm 2021, dù chịu nhiều ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, nhưng giá trị sản xuất công nghiệp của thị xã Phú Mỹ vẫn đạt 15.690 tỷ đồng, tăng 15% so với năm 2020. Riêng quý 1/2022, giá trị sản xuất công nghiệp của thị xã đạt 18.718 tỷ đồng, tăng 8,8% so với cùng kỳ. Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ thị xã Phú Mỹ đặt ra mục tiêu phấn đấu xây dựng Phú Mỹ trở thành thành phố gắn với thế mạnh công nghiệp, cảng biển vào năm 2025. Thực hiện chương trình hành động số 11 của tỉnh ủy về triển khai nghị quyết số 23 của Bộ Chính trị về định hướng xây dựng chính sách phát triển công nghiệp quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Thị xã Phú Mỹ đặt ra mục tiêu tổng quát đến năm 2030 trở thành một trung tâm công nghiệp lớn, hiện đại không chỉ của Bà Rịa Vũng Tàu mà còn của cả vùng Đông Nam Bộ. Đến năm 2045, Phú Mỹ sẽ trở thành trung tâm công nghiệp lớn, hiện đại phục vụ cho các ngành kinh tế của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu và các địa phương vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Các nhiệm vụ mà cho thời gian tới thì thị xã Phú Mỹ cũng bám theo các cái chương trình hành động của tỉnh, của thị ủy. Thì về phát triển công nghiệp thì thị xã Phú Mỹ sẽ chủ yếu tập trung vào các giải pháp như là phát triển nguồn nhân lực cho khu công nghiệp, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp trong cái khu công nghiệp, trong cái khâu tuyển dụng và bồi dưỡng nguồn nhân lực. Thứ hai là phát triển cái hệ thống an sinh phục vụ cho cái lao động trong cái khu công nghiệp, đặc biệt là nhà ở, trường và cho các cái con em của cái người lao động. Thứ ba là chú trọng và đảm bảo các cái đầu tư kết cấu hạ tầng của địa phương đối với các khu công nghiệp theo đúng cái tiến độ phù hợp, và tăng cường các cái giải pháp thu hút đầu tư đúng trọng tâm, đúng mục đích, phối hợp với các cái địa phương trong vùng thì nhanh chóng triển khai các cái dự án như là cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu, cầu Phước An, nâng cấp các cái tuyến luồng hàng hải, các cái tuyến nội địa, cải thiện các cái chỉ số PCI của thị xã, đặc biệt là các cái chỉ số thứ nhất là tính minh bạch, và thứ hai là hỗ trợ doanh nghiệp, thứ ba là cạnh tranh bình đẳng, và thứ tư là cái tiếp cận đất đai. Có hệ thống cảng biển đặc biệt quốc gia nằm gần cảng hàng không quốc tế Long Thành, là nơi hội tụ của hàng loạt các dự án giao thông trọng điểm quốc gia và tỉnh. Phú Mỹ hội tụ thiên thời địa lợi nhân hòa để trở thành đô thị công nghiệp cảng biển, giữ vị thế quan trọng cấu thành của vành đai công nghiệp vùng kinh tế trọng điểm ở phía Nam.